đây giải nhì thiếu niên Cao Văn Hùng ở Thanh Đông xin thứ giải nhì, giải ba Vũ Văn Đạt Trung Kình xin thứ giải ba thiếu niên, giải nhất thanh niên vận động viên Trần Viết Huy An Thủ xin đăng ký thứ này. Đoán nó ưu thế nhiều lắm. Nó nhiều ưu thế hơn. Thế còn đến khi thấp thế mà xe còn phải. Rồi, ra ngoài rồi. Xin mời Hai Đô đứng dậy vào vị trí thi đấu ở tôi đi đứng. Tiếp tục. Hai bả vai chạm đảm trong thời gian 3 giây là thua tuyệt đối. 3 giây, điện được 3 giây mới thua tuyệt đối. Tất cả và tuân thủ đi trong đài. Rồi, tuyệt đối rồi. Xin mời Hai Đô đứng dậy để nghe công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả. Sau 2 phút 15 giây, vận động viên Đoàn Đình Thanh An Thủ đã thắng tuyệt đối và nhất thắng. Còn mình đoán là trong đường dây của chúng nó rồi. Ba đâu chú? Thấy nhau chứ. Sao cái cơ đầu tiên mà này mà nhìn nhau với cái con mắt nó nạc thật chứ. Thấy đủ cùng lắm. Đúng không? Không, đẳng cấp vẫn cho. Hiện nay giải nhất thiếu niên Đoàn Đình Tranh, Đoàn Đình Thanh đã nhất thắng và Trần Viết Hoàng ăn trụ. Tống Thị ớt ngồi đây. Tống Thị ớt. Trần Thị chồng. Và chúng tôi xin trân trọng cái điều Trần đi đấu tiếp theo ở giải nhì thiếu niên giữa hai vận động viên Cao Văn Hùng ăn trụ. Đứng dậy chào Văn Đảm mang trang phục màu đỏ gặp Dương Đình Trọng Thanh Đông mang trang phục màu xanh. Hai vận động viên vào để làm thủ tục thi đấu ở giải nhì thiếu niên. Trong tay điều khiển trận đấu Nguyễn Văn Bốn, tất cả giải khác không thay đổi. Bác cửa vào xin mời hai vận động viên vào để làm tổ thi đấu. Và ngày nay hai vận động viên bắt tay đoàn kết, bắt tay đoàn kết cần thi đấu ở giải nhì thiếu niên bắt đầu. Ngày nay giải nhất thanh niên Trần Minh Huy An Cổ đã xin nhớ và Vũ Ba Phong An Cổ xin vào phá. Xin mời Hai Đô vào để làm tổ hai trong cuộc để chuẩn bị thi đấu. Không đập đường lắm. Không được bốc quá 500 cm vì điều kiện sân bãi không đảm bảo. Thế được. Cái, bạn ở 16 là không. Xin mời hai đôi giải nhất thiếu niên thanh niên thay trang phục để chuẩn bị thi đấu Trần Viết Huy và Vũ Ba Phong. Hai bả vai chạm đảm trong thời gian 3 giây đề nghị khán giả hãy nổ bên trong bàn tay để động viên hai vận động viên.
vận động viên nào đọc trước cho mang kem màu đỏ. Vận động viên nào đọc trước cho mang kem màu đỏ. Hai bả vai chạm giảm trong thời gian 3 giây là thua tuyệt đối. Trọng tài lưu ý. Tất cả mọi người đều phải tôn trọng trọng tài. Chưa hai bảo vai, chưa chạm giảm, chưa thua được. Trong thời gian 3 giây, điện ở trong thời gian rồi. Rồi, tuyệt đối rồi. Xin mời hai đô đứng dậy để nghe công bố kết quả. Xin mời hai đô đứng dậy để nghe công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả. Sau 1 phút 35 giây, vận động viên Cao Văn Hùng, Anh Thủ đã thắng tuyệt đối. Nhất thắng. Xin mời hai vận động viên ở giải nhất thanh niên Trần Viết Huy và Vũ Văn Phong. Trần Viết Huy mặc trang phục màu đỏ, Vũ Văn Phong mặc trang phục màu xanh, thực hiện theo đúng quy định của ban tổ chức để chúng tôi còn quan sát.